Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của đôi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của Ngọc Quyền ở trên đất Bến Tre cô chú anh chị ha. Vườn mai của Ngọc Quyền thì nằm trên quốc lộ 57 nha quý cô chú. Chỗ của Ngọc Quyền này có rất là nhiều loại giống mai, chủ yếu là cúc thọ hương, siêu bông Sài Gòn với lại cúc vua, hàng già mùa cô chú anh chị ha. Thích hợp cho quý cô chú anh chị mình cần bo để nhân giống à. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, xin chào Ngọc Quyền ơi. Dạ em mến chào chị, em mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh ha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để mình lấy bo làm giống. Số điện thoại giao lưu của em là 0368274590. Em xài Zalo số đó luôn. Đầu clip em là mã số 1N là một cây cúc gia đình. Dạ cúc gia đình. Cây này tàn dài. Cây này lấy bo được nhiều hết cô chú anh chị, mình thả tàn thuộc lượt luôn cô chú. Cây này giờ mình có thể chơi bông được luôn ạ. Có cái củ đế luôn ha. Củ đế. Hoành là 12. Chiều cao là 76. Tán ngang là 98. Mã số 1N này em giao lưu giá là 600. Cúc gia đình nó cũng có cái đọt màu đỏ đỏ đó cô chú anh chị. Nhưng mà cái lá thì nó thon dài nha cô chú ha. Mã số 2N là một cây cúc đọt đỏ nha cô chú anh chị. Có nước bộ gì cô chú anh chị mình đáp mặt bông được luôn ha. Vậy mình lấy được một số bo ha. Cây này giúp được 2 trò ghép. Dạ rồi. Mình là 13,5. Chiều cao là 46. Tán ngang là 60. 2N em giao lưu giá là 400. Mã số 3N là một cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha cô chú anh chị. Bông trùm luôn đó cô chú anh chị nha. Cây này giúp được 2 trò kép à. Dạ rồi. Vậy mình đôn tàn lại ha. Mình là 11,5. Chiều cao là 66. Tán ngang là 79, 3N em giao lưu giá là 400. Về mình thấy được một đùm bông luôn ha. Mã số 4. 4N là một cây cúc họ Hương. Hàng này hàng già mùa nha cô chú anh chị. Nó có liền hết. Tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị ha. Bốn N là một cây cúc họ Hương. Ngoài là 12. Chiều cao là 95. Tán ngang là 60. 4N em giao lưu giá là 600. Mã số 5. Anh 5N là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cây này phôm cao luôn quý cô chú anh chị nha, tàn ấm tàn luôn á cô chú. Hàng già mùa. Cái này cái tàn mình tròn đều luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Trò kép nó muốn liền luôn á cô chú anh chị. Vậy là 16. Chiều cao là 132. Tán ngang là 91. Cây 5N này em giao lưu giá là 1,1 triệu. Dạ, 1,1 triệu của chú anh chị ha. Cúc thọ hương hàng già một. Thứ 6N là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Dạ, cúc hoa hồng thanh tú đang có mặt bông luôn với cô chú. Cái này về mình lặt bớt mấy cái bông mà nó ra nó nở tàn hết giùm em nha. Dạ, trò bé nó già luôn rồi đó với cô chú anh chị. Cây này về lấy bo đã luôn á cô chú. Lấy bo xong mình dưỡng năm sau cho Tết ha. Hoành là 18. Chiều cao là 137. Tán ngang dưới đây đi. Cái đây là 75 đi. Là 6N em giao lưu giá là 1,3 triệu. Dạ, hàng già mùa luôn với cô chú anh chị nha. Này cũng có cái củ đế nữa ha. Cây mã số 7 là một cây cúc tư long nha cô chú anh chị. Cây cúc đuôi nha cô chú anh chị. Nguyên một chùm bông luôn quý cô chú anh chị ha. Cánh nó xăng xăng nha quý cô chú anh chị. Cây này hàng già mùa trọt ghép cả con trỏ con cái em ha.
có cụ đế luôn. Hoành là 14, cũ là 24, chiều cao là 120, sáng ngang là 83. Cây cúc vua này em giao lưu với giá là 750. Dạ 750 nha cô chú anh chị, hàng già mùa luôn ha. Mã số 8N nha cô chú anh chị. 8N là một cây cúc họ Hương. Thơm tàn dù luôn ha cô chú anh chị. Cây này bôi ghép nó già lắm đó cô chú. Tàn cũng tròn đều luôn ha. Dạ rồi. Hình là 13, chiều cao là 79, sáng ngang là 80. Mã số 8N này em giao lưu giá là 650 nha. Mã số 9N là một cây thì cúc vua nha cô chú anh chị. Dạ dáng hơi siêu, cái tàn chà cái tàn quá tồi luôn. Cái này lấy bo đã luôn á cô chú anh chị. Thì em lấy được siêu bo luôn á, nhiều bo lắm. Ghép nó tà bá nữa. Cúc vua thì nó cũng dễ tạo nụ nên cô chú anh chị này dìm dìm côn tàn lại. Hoành là 17, dạ, có củ lấy nở luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m1, sáng ngang là 1m. Mã số 9N này em giao lưu giá là 1,1 triệu. Dạ. Một cây cúc vua già mùa luôn á cô chú anh chị nha. Cây này lấy bo mệt nghỉ luôn á cô chú. Mã số 10N. 10N là một cây cúc vip. Cây này cũng hàng già mùa luôn cô chú anh chị ha. Một bo ghép mà bự bằng ngón chân cái luôn á cô chú anh chị. Hoành là 21, chiều cao là 112, sáng ngang là 75. Mã số 10N này em giao lưu giá là 750. Dạ, cây cúc vip già mùa ha cô chú anh chị, 750. Mã số 11. 11N là cây cúc họ Hương hàng già mùa nha cô chú anh chị. Dạ, dán trực tàn thông với cô chú anh chị ha. Đều từ trên xuống dưới luôn ha. Mấy cái bò ghép có cái nó muôn lên liền rồi cô chú anh chị. Dạ rồi. Mình là 16,5, chiều cao là 136, tán ngang là 80. 11N này em giao lưu giá là 1,3 triệu. 12N cũng là một cây cúc họ Hương nữa nha cô chú anh chị. Mấy cái này nó già mùa hết trơn rồi nha cô chú anh chị, mình lấy bo đã luôn rồi. Trồng ghép này nó liền cốt luôn nha cô chú. Có củ đế đó. Sâu. Hoành là 15, cũ là 24, chiều cao là 116, sáng ngang là 80. Mã số 12N này em giao lưu giá là 800. Dạ. 13N rồi, cây cúc vua nha cô chú anh chị. Chị ha. Tàn tròn đều luôn ha. Hoành là 15. Dạ, cây này già mùa nha cô chú anh chị. Chiều cao là 87, sáng ngang là 73. Mã số 13N này em giao lưu giá là 550. Dạ. Một chùm như vậy là phải 5-6 cái bông đó cô chú. Mã số 14N. 14N. Đúng rồi. Một cây cúc vua đó nha cô chú anh chị. Cây này ghép hai bo thôi, kéo nhựa nó muốn liền luôn rồi cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành là 14, chiều cao là 64, sáng ngang là 72. 14N này em giao lưu giá là 600. Mã số 15N. 15N là một cây hai giống nha cô chú anh chị. Ở dưới đây là siêu bông Sài Gòn, còn ở trên đây là họ Hương. Dạ, một cây được hai giống luôn ha cô chú anh chị. Cái bo ghép nó to lắm cô chú anh chị ha. Dạ, đây có nút nụ luôn, về nhà mình test từ mặt hoa luôn ha.
thân thì lắc nha cô chú anh chị. Hoành là 13, chiều cao là 106, tháng ngang là 65, 15N này em giao lưu giá là 1 triệu. Mã số 16N là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cây này dán trực toàn thông luôn á mấy cô chú. Mình có cái rễ nhìn có duyên ha. Tàn này cứng tàn luôn cô chú anh chị ha. Có cái rễ tàn tròn luôn. Hoành là 17, chiều cao là 104, tán ngang là 75, 16N em giao lưu giá là 1 triệu. Dạ. Mã số 17, 17N là một cây cúc thọ hương luôn. Đa phần là hàng già mồ luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng này mình lấy bo đã luôn á cô chú anh chị, giữ lại năm sau cho Tết hoành tráng luôn ha. Rồi. Có cái củ đế bự quá trời ha. Hoành là 15,5, củ đế là 32, chiều cao là 74, tán ngang là 87. Mã số 17N em vô lưu giá là 600. Dạ. Mã số 10, mã số 18N ạ. Có mặt bông nha cô chú anh chị, một cây cúc hoàng đế. Một cây cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Cái này về lạc lá chơi bông được cô chú anh chị, quá trời nước nụ luôn. Ghép với phôi mai vàng thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 12, chiều cao là 78, tán ngang là 66. 18N này em giao lưu giá là 850. Mã số 19N là mã tàn dài thuộc lụa cây si bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cái bô ghép này không, nó dài chắc cũng có cả thước đó cô chú anh chị. Này về mình lấy bo mình ghép liền được rồi ha. Có cái bộ rễ nè. Thân lắc đế không có đế luôn. Lắc lượng luôn. Hoành là 16,5, chiều cao là 1m1. Tán ngang ở trên, tán ngang ở trên là 73. Mã số 19N em giao lưu giá là 1,5 triệu. Cái này về lấy siêu bo luôn á mấy cô chú anh chị. Mã số 20N là một cây cúc thọ hương. Cây này cũng ghép từ tên thiếu luôn ha. Hoành là 14, chiều cao là 1m, tán ngang là 82. 20N nệm vô lưới giá là 800. Dạ. 21 anh ạ. 21N là một cây cúc vua nha cô chú anh chị. Cái tàn thùm lùm luôn quý cô chú anh chị nha. Có mặt bông quý cô chú anh chị, mình yên tâm sưu tầm giống luôn à. Cây này ghép hai bo bự bằng ngón chân cái luôn á cô chú. Hoành là 14, chiều cao là 103, tán ngang là 1m. Mã số 21N em giao lưu giá là 700. Mã số 21 anh ở mẫu hoa âm 2 hoa hồng, cúc hoa hồng thanh tú ghép chứ đó. Những phôi mai vàng ha cô chú anh chị, cây này dán trực luôn nha cô chú ha. Ghép nhiều bo đủ tàn luôn á quý cô chú anh chị. Cây này nguyên một củ cho bá rỡ luôn cô chú. Hoành là 26, phẩu cho củ đi. Chiều cao là 127, tán ngang ở đây là 80. Hoa hồng thanh tú mã số 22N em giao lưu giá là 1,7 triệu. Dạ 1,7 triệu nha cô chú anh chị.
Cây mã số 23. Ba nờ là một cây cúc họ hơn ghép cấp tứ quý nha cô chú anh chị. Cây này vô dây chỉnh sửa cái tàn dù cái là hết sảy luôn quý cô chú anh chị. Cái bô ghép nó dài không cỡ mét nha cô chú anh chị ha. Vành là 24. Cao cỡ mét 4,5 m nha cô chú anh chị. Cái tàn là 105 mã số 23N ném vô lưới giá là 3 triệu. Cây này về lấy bo đã luôn cô chú anh chị, vô cái mình dằn dây lại mình chỉnh tàn dù ha. Quá trời cái tàn luôn cô quý cô chú anh chị ơi. Hùm lùm luôn. Mã số 24N. Là một cây cúc họ Hương. Dạ. Quý cô chú anh chị. Cây này quá trời cái tàn. Dạ, cây này trực cành phóng á mấy cô chú anh chị. Cây này thả tàn tự nhiên luôn cô chú anh chị ha. À, cái cô chú anh chị về mình lấy bo cái này đã cái rễ chà bá chú luôn nha. Hoành là 32. Chiều cao. Chiều cao là 148. Tán ngang nè. Có hơn 1 m nha quý cô chú anh chị. Mã số 24 nào nè em vô lưu ý giá là 5 triệu. Đó, cây mã số 25. Anh nè. Quá trời cái tàn luôn quý cô chú anh chị nha. Hương. Dạ cây cúc họ Hương mình ghép với phôi tứ quý hay cô chú anh chị. Phôi tứ quý nha quý cô chú anh chị. Cái chậu ghép thì bự quá trời cái tàn luôn, không thấy em đâu hết. Dạ. Hoành là 32. Chiều cao là 143. Tán ngang là 96. 25N này vô lưu ý giá là 6 triệu. Dạ 6 triệu nha cô chú anh chị. Cây này thả tàn tự nhiên lấy bo đã luôn á cô chú. Mà cái dàn xu nó rất là dày luôn ha. Dạ rồi dạ. Đây cũng là cây cuối clip của em luôn. Cuối clip em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết clip em và đã ủng hộ em ở những clip trước ạ. Em mong được quý cô chú ủng hộ clip này. Em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.